không thích hợp. Cho nên con thấy cảm thấy thất bại, con suy sụp tinh thần, con depressed và con đau phải thắng. Cho nên cũng mời nói đó để thưa với mời một sư là con tin nhận sống có thể giúp con được. Đó là giúp làm một cuốn kinh thánh sống được. Và tôi nói là cảm ơn anh rất là nhiều đã thương yêu dành cho con sống cái tín nhiệm đó. Nhưng mà thứ nhất là anh nói là anh có một số tiền anh dâng cho con sống, sau khi cũng gặp tại sao anh sẽ dẫn tôi đến nhà văn và lấy tiền ra để cái đưa con sống. Rồi đó tôi cảm ơn anh mình đã làm đó, nhưng tôi không thể nhận được số tiền của anh bởi vì anh đang bị depressed, suy sụp tinh thần như vậy đó. Anh đang đau, con sống không thể nhận số tiền được anh, anh phải lo cho sức khỏe. Và thứ hai, sự tinh thần đó thì xin lỗi là có thể cái tinh thần của anh không sáng suốt. Tôi không tin nhận cái số tiền đó được. Nhưng mà chú hoàn được thì anh cũng buộc anh nói là chào phép còn gọi một sự quan nghiệp của mình. Thì anh gọi một sự quan nghiệp, một sự quan nghiệp nói tới là anh phục. Anh hiểu điều anh nói là vì anh sống ở Mỹ. Cái văn hóa Mỹ và đời sống Mỹ nó khác, và Úc nó khác. Ở Úc đây đó là khi bị đau và depressed như vậy đó, nhà nước lo rất là đầy đủ, chính phủ lo đầy đủ tất cả một số tiền. Cho nên có cả trăm ngàn, có cả một triệu đô la ở trong nhà băng, vẫn ở trong nhà băng gì thật, không biết được gì cả. Cho nên nhưng mà cái điều này đó, cái người bạn trẻ này đã nêu với em 2 năm rồi. Và người này cầu nguyện trông chờ anh đến, người này muốn là em sẽ uống cà phê và ăn được. Nhưng mà ở đây là một sư Baptist. Và cái người sư nói cho, nhưng mà em nói là tốt hết là để người đó nói chuyện với anh không. Cho nên em cũng thật, và người đó quyền. Cho nên đối với như vậy thì chúng tôi theo lời của vị mục sư quản nhiệm đó, thì tôi sau đó tôi đi tới nhà băng, anh có số tiền là 8.200 đô la thì phải, nhưng mà cái rate nó rất thấp, lúc đó thì đổi là khoảng 5.000 đô la. Nó dài như vậy, vậy tôi nói quy định. Cái người bạn trẻ đó nêu một nhu cầu là cần một bản kinh thánh giúp đỡ cho thế hệ trẻ, giúp đỡ cho người lớn của chúng ta, vì chúng ta có con cháu chúng ta đó, làm thế nào nối kết chúng ta là giữ bằng trẻ, thì chúng tôi mới gửi ra thăm dò. Và trong khi có khoảng 3.500 cái thư trả lời trở lại thì cho biết rằng họ 87% sử dụng bản kinh thánh NIV tiếng Anh đó. Và vì thế chúng tôi thấy hội đồng quản trị họp đã biết rằng để dịch bản kinh thánh song ngữ đó phải dùng bản NIV vì 87% sử dụng đó. Cho nên chúng tôi Chúa rất khó khăn quý vị, nhưng mà cảm ơn Chúa trong năm rồi thì Chúa cho bọn sống đã làm xong, và trong dịp bạn chú 100 năm đó thì có cái bản thánh sông lưỡi này. Ở đây là cái bản in mới nhất từ Ấn Độ về. Chúng tôi ở đây thì nó có thêm cái thăm biên nhất ở trong phần này. Như chúng tôi, quý vị là gì? Tôi mời quý vị cùng nguyện cho chúng tôi. Để chúng tôi sẽ làm xong vào một cuối năm 2015 đó thì xong cả thanh lưỡi. Rất nhiều người hỏi chúng tôi, và tôi thưa quý vị này để xin quý vị cùng nguyện cho bản sông. Có ơn sức của Chúa mà quý vị chúng con khủng khiếp quý vị, vì đây là cuộc chiến tâm linh. Và đây là chỗ chúng ta cần đứng chung với nhau, xin quý vị cùng nguyện với chúng tôi. Chúng ta đang làm tới sức Esai Jeremy. Quý vị nói, ôi như vậy là nhanh quá. Thưa quý vị, đó mới là cái bản đầu. Rồi khi học với thánh hội quốc tế, học với học ngôn ngữ học, học với nhiều chuyên viên khác nhau bằng thảo luận hết sức là khó. Cho nên tôi mời quý vị cùng nguyện với chúng tôi trong chỗ này. Trong ơn của Chúa, cho đến bây giờ chúng tôi chưa có một nguồn tài chính bất cứ nơi nào khác, các hội đồng khác ngoài người Việt chúng ta. Cho nên tôi mời quý vị cả ơn Chúa, ta đã thánh rồi, quý vị đã nhận được thư của chúng tôi. Có một con gái của Chúa cảm động điều này, cho nên đã hứa là họ sẽ dâng 20.000 đô la với trình phần. Nghĩa là nếu như bạn kia dâng vô đó 1 đô la thì người đó sẽ dâng 1 đô la. Và người đó sẽ dâng tới tối đa là 20.000 đô la. Cho nên tôi mời quý vị đứng chung và cảm ơn của Chúa, quý vị dâng 1.000, người đó dâng 1.000. Cho nên đây là chỗ mà chúng ta đứng chung lo cho hệ trường lai của chúng ta. Và vì thế, tối nay tôi mời quý vị, chúng ta sẽ cùng đọc với nhau. Tôi đọc ở trong cái bản song ngữ NIV này, để quý vị thấy ở trong quý vị so ở dưới đó, để quý vị sẽ giúp cho quý vị dễ dàng ở trong, và tôi muốn mới giới thiệu quý vị để chúng ta biết cách chúng ta cùng sử dụng với nhau ở trong phần này. Thưa quý vị, như vậy là tối nay chúng ta sẽ cùng học với nhau ở trong cái đề tài là gì? Con đường Chúa đi, phải không? Ở đây ở trong Phúc Âm Mác chương 10 câu 32 đến 34, tôi xin phép được đọc ở trong cái bản kinh thánh song ngữ này. Tôi mời quý vị dọn theo để chúng ta cùng học với nhau. Ở đang trên đường lên Jerusalem, Chúa Giêsu đi trước dẫn đường, các môn đệ ngạc nhiên và những người đi theo sợ hãi. Ngày đêm nhóm 12 riêng ra lần nữa và nói cho họ biết những việc sắp xảy ra cho Ngài. Ngài phán, chúng ta lên đến thành Jerusalem, có người sẽ bị phản nộp cho các thầy trưởng tế và thầy dạy luật. Họ sẽ lên án xử tử người
và giao nộp người cho dân ngoại. Họ sẽ chế giễu người, phỉ nhổ người, đánh đập người và giết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Mọi người chúng ta đến với Chúa. Chúa giáo chúng con cảm ơn Chúa ở thánh của Ngài. Con cảm ơn Chúa cái đệ tớ của Chúa và con dân của Chúa trong vùng Dallas này. Cảm ơn Chúa sự phát triển lớn lao mà Chúa dành cho thánh Chúa trong vùng này trong những năm qua. Chúng con biết ơn Chúa sâu xa vì thành kính thương yêu đó. Và cảm ơn Chúa từng con dân của Chúa tôi tớ của Chúa dành tối nay để chúng con cùng đến học lời của Ngài. Lạy Chúa xin hãy phán kẻ tôi tớ Ngài chẳng nghe. Nguyện lời nói của miệng con, suy gẫm của lòng chúng con đẹp lòng Chúa. Để chúng con cùng lắng nghe, chúng con cùng học hỏi con đường Chúa đi. Để rồi chúng con biết rằng, chúng con đã làm gì, để chúng con đáp lại tình yêu, ân sủng kỳ diệu Chúa cho chúng con. Xin tham viếng, xin lắng nghe, xin đồng hành với chúng con trong giây phút này, để chúng con sẽ đi với Chúa, sống với Chúa và làm theo điều Chúa dạy. Chúng con thành tâm cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Thưa quý vị, ở trong cái phần này chúng ta đi vô ở trong phần, tôi muốn mời quý vị tối nay suy nghĩ tới bốn cái chữ C ở trong ba cái câu ngắn ngủi này, phải không? Bây giờ ở trong quý vị xem tôi ở trong câu 32, chữ C đầu tiên, và trước khi vô chữ C đầu tiên, tôi mời quý vị cùng tôi đọc ở trong cái câu ghi nhớ. Anh Sư ơi, xin mời quý vị đi tới dùng. Dạ, cho những cái thao của anh tới. Ở trong tôi mời quý vị cái câu ghi nhớ của chúng ta ở trong chúng ta sẽ cùng đồng học với nhau ở trong câu ghi nhớ là của bạn luôn. Lời chưa không? Dạ, thêm nữa. Thêm nữa. Rồi, dạ thêm nữa gì? Đây, bây giờ tôi mời quý vị cùng đọc với tôi. Ở đây chúng ta sẽ đọc ở trong cái bản song ngữ. Và cũng là sau cái này còn thêm cái này luôn. Chúng ta cùng đọc chung với nhau. Họ sẽ chế giễu người, phỉ nhổ người, đánh đập người và giết người. Ba ngày sau, người sẽ sống lại. Ở đây ở trong chúng ta cùng đọc chung với nhau ở trong tiếng Anh. Who will mock him and spit on him, flog him and kill him. 3 days later, he will rise. Thưa quý vị, nhìn ở trong chỗ này, quý vị thấy cái khác nhau. Đây là chỗ mà tôi mời quý vị suy nghĩ. Ở đây, ở trong này đó, quý vị thấy ở trong bản tiêu điểm của chúng ta đó, chúng ta thấy là chế giễu người, chỉ nhổ người, đánh đập người, giết người, phải không? Và người sẽ sống lại đó, những người ngài đó, dễ diệt. Thì ở đây mình viết hoa. Quý vị thấy không? Nhưng mà ở trong cái phần tiếng Anh đó, thì sao? Viết thường thôi. Cho nên giữa cái văn hóa của Việt Nam chúng ta với Tây Phương khác nhau. Cho nên quý vị tí nữa chúng ta đi vô, quý vị thấy là ở trong Kinh Thánh đó, chúng ta luôn luôn dùng chữ Chúa Giê-xu. Cho nên với chúng ta nói Chúa Giê-xu là con người đó, chúng ta cảm thấy khó lắm. Bởi vì hồn nào chúng ta gọi là Chúa ấy. Và với cái người bên ngoài đó là gì? Mình tí nữa mình đặt để họ, bắt họ phải nhận Chúa Giê-xu là Chúa. Nhưng mà không, Ngài đến, Ngài làm con. Và tại đó, để quý vị các bạn tôi đi gặp Chúa, gặp ngay tại con người. Và tại đó, quý vị trước kia, ngày mai tôi sẽ chia sẻ quý vị. Và tại đó chúng ta khám phá, và rồi tại đó chúng ta sẽ kinh nghiệm gặp Ngài. Để rồi gì? Chúng ta sẽ tôn xưng Ngài. Và tại đó, Ngài là đấng cứu thế của ta. Nhưng mà ở trên Tây Phương, ở trong cả, cho nên tại đó chúng ta thấy và đó, và giữa con cháu chúng ta tất cả đó, chúng ta hiểu được đó. Và ở trong cái bản dịch này đó, chúng tôi ở trong tiếng Anh diễn viên của NIV là như vậy. Nhưng mà bên tiếng Việt, chúng ta ở cái chỗ đạo đức của Việt Nam đó, chúng ta không có dùng cái chữ không được sự. Và vì thế đó, ở quý vị sẽ thấy ở trong bản này đó, khi nào chúng tôi để chữ Chúa mà y nghiêm, có nghĩa là tại như là Chúa Giê-xu đó, thì chữ Chúa y nghiêm, tức là trong nguyên bản không có chữ đó. Thấy này không? Và đây là chỗ để giúp các bạn trẻ đưa trí thức, đưa họ đến. Điều tôi nói chúng mình kính. Chúa đã làm việc, cho nên từ cái chỗ đó có những người cán bộ cấp cao, họ đang học từ Chúa và dùng bản kinh thánh. Từ chỗ 50 nhóm học thánh thần giáo đó bây giờ đã tăng lên 80 nhóm học thánh Chúa giáo. Và nhiều người đến tin Chúa chỗ đó. Cho nên xin Chúa cho chúng ta thấy chỗ này,
Cái Kinh Thánh Song Ngữ đây cái mục tiêu không phải là ở hải ngoại không, mà gì trong nước và nhiều nơi khác nhau. Tháng vừa rồi thì Chúa Trời được về cái vùng Phú Yên, khi ông nói chuyện với ông sư Triển, thì ông biết ông sư Triển là quê hương ở Tiêu Hà. Khi chúng tôi gặp đó và tôi bất ngờ đến dự cuộc họp thì có các một sư truyền đạo họp, và tôi ngạc nhiên có thấy có 5-7 sư truyền đạo đến dự đó, thì có 10 người họ cầm bản Kinh Thánh này. Là quý biết ai trong quý vị đi thăm Tiêu Hà Phú Yên rồi? Có bao nhiêu vị? Chưa, một người thôi, đó. Và cái vùng đất đó thì tôi đến rất là nhiều, từ năm 68 đến năm 74. Và tôi đến là tôi không ngờ được thành phố phát triển thay đổi rất là nhiều. Tôi bảo là tại sao ở vùng quê cách Tiêu Hà 50 cây số mà bị cầm Kinh Thánh này? Và ở đó là ở trong Bình Định và của Phú Yên đó. Thì họ nói rằng bây giờ có rất nhiều sinh viên, có rất nhiều cán bộ, nhiều anh chị em đi, và họ muốn học tiếng Anh. Cho nên tôi dùng cái bản Kinh Thánh này giúp họ học tiếng Anh và giúp họ học lời. Và đây là chỗ quý vị cầu nguyện trong đó. Và đây là chỗ tôi mời quý vị. Ở đây chúng ta đi tiếp là tới những chương này. Bây giờ cái điểm đầu tiên ở đây có 4 chữ C mà tôi mời quý vị suy nghĩ. Chữ C đầu tiên đó là cái con đường vô đường, lonely path. Ở đây tôi đọc câu 32. Họ đang trên đường đến Jerusalem, Chúa Giêsu đi trước dẫn đường. Các môn đệ ngạc nhiên và những người đi theo sợ hãi. Ngài đem nhóm 12 riêng ra lần nữa và nói cho họ biết những việc sắp xảy ra cho Ngài. Thưa quý vị, ở đây quý vị thấy chữ Chúa đây không? Chúng tôi để chữ y nhiên đó, bởi vì ở trong nguyên bản đó không có chữ Chúa. Chúng ta dùng chữ Chúa Giêsu ở trong ngôn ngữ Việt Nam ở đây. Cho nên thấy ở trong cái này là gì? With Jesus leading the way. Bây giờ quý vị, Chúa Giêsu ở đây là giai đoạn quãng đường cuối của Ngài. Chúa lên Jerusalem để là lần cuối cùng. Và ở đây nói gì? Ngài đi trước dẫn đường. Những lần trước đi đó, Chúa đi giữa có cái gì? Ngài đi sau. Nhưng đây là chỗ Chúa chúng ta đi trước. Tại sao Chúa đi? Tại sao Chúa đi trước? Tại sao? Đến lại Chúa đi chung với mọi người, nói chuyện mọi người cho nó vui chứ. Tại sao? Đi lạc được. Tại sao Chúa đi? Tại sao? Dạ. Lãnh đạo phải đi trước. Dạ, một ý kiến gì mình? Dẫn đường, đi trước dẫn đường. Và thưa quý vị, ở đây là chỗ mà đã hai lần Chúa nói với tôi đề là gì? Ở trong đoạn 8 của 31 và đoạn 9 và 1 của sách Mát đó, Chúa nói gì? Ngài sẽ chịu khổ, Ngài sẽ chịu thống khổ, Ngài đi trước. Và các môn đệ có vấn đề sao? Sao? Ở trong Thánh này nói gì quý vị? Các môn đệ gì? Ngạc nhiên và những người đi theo Ngài gì? Sợ. Và ở tại cái điểm này, Chúa của chúng ta đi vào giai đoạn cuối cuộc đời của Ngài. Chỗ Ngài thi hành chương trình cứu chuộc của Chúa Trời. Lời không tiếc. Ông muốn trì kéo vì nhớ ông Phi-e-rơ nói sao? Ông Phi-e-rơ nói gì? Đức Chúa Trời nào nở lại không được, không thể nào Chúa phải chết. Và tại đây đó là chỗ mà Chúa Giêsu chúng ta đi vào con đường của Ngài. Ngài đi trước, Ngài dắt các môn đệ đi. Quý vị các bạn, tại sao Chúa Giêsu phải đi con đường của Ngài? Sao cũng đã sao các bạn? Dạ không ai dành chương trình này để tôi nhìn gì? Tội lỗi của người gì này? Gì này? Có người không dễ dàng chấp nhận. Bao nhiêu cái điểm khác nhau tại đây, ở đây là chỗ Chúa đối diện với những giây phút đó. Một con người trì kéo, nếu bị đọc phần trước, phần sau của phần này đó, là cái thái độ của cái môn đệ. Khi Chúa nói báo mà họ suy nghĩ của ông tôi khác. Và Chúa nói rằng đó là cái suy nghĩ con người, họ muốn là gì? Chúa sẽ làm vua mà họ muốn chiếc phụ này, chiếc phụ kia, người bên phải, bên trái, đủ thế, phải không? Họ trong tâm nhìn đó. Và tại đó, Chúa biết rằng Chúa không có người đâu. Nhưng mà đây là con đường Chúa phải.
Tôi không biết bao nhiêu người đã nghe cái ca khúc có những bước chân của mục sư Trung. Mục sư Trung là một người Phật giáo và cảm ơn Chúa đã trong những ngày ở tại Tị Nạn Ngài Gia Lâm. Ông gặp Chúa tại đó và Chúa cho chúng ta được gặp ông ở trong những ngày. Và ông viết là ông sáng tác là cái con đường Chúa đã đi qua, con đường khổ đau đó. Chúa đi, Chúa quyết định đi vì Chúa biết Ngài đến trần gian này cho một sứ mệnh, một sứ mệnh cao cả dành cho quý vị các bạn. Và qua chỗ này tôi học được chỗ này, Chúa nói với tôi vui, con có bằng lòng đi với ta vào con đường của đời này. Có những chút mà quý vị các bạn thấy nói gì khi nghe tiếng gọi của Chúa đó, chúng ta phải gì, bỏ cha bỏ mẹ bỏ ông bỏ bà bỏ gia đình bỏ quê hương cha nam ta đã đi con đường của đời. Quý vị các bạn, trong hành trình theo Chúa của chúng ta, quý vị các bạn và ta, chúng ta phải đối diện với chỗ mà khi nghe tiếng gọi của Chúa, xin Chúa cho một chúng ta can đảm với Chúa, xin Chúa cho con đi cùng đường của đời. Bởi vì chính quý vị các bạn và tôi nghe tiếng gọi đó, mà khi vợ chúng ta, chồng chúng ta chưa hiểu được, mà tại đó chúng ta phải trả lời lời thưa với Ngài. Tôi xin Chúa cho quý vị các bạn và tôi coi rằng chúng ta nghe rõ tiếng gọi của Chúa. Chúa có một con đường kỳ diệu, Chúa có một chương trình tuyệt vời cho từng quý vị các bạn. Khi tôi gọi cha em của tôi là Hồ Xuân Phước, tôi nói rằng anh sẽ được tấn phong vào ngày 15 tháng 6. Hai em có thể đến với ngày đó của anh chị không? Phước nói rằng anh Phúc, anh nói cái gì vậy? Anh có suy nghĩ cẩn thận không? Anh đang sống với cảm xúc. Tôi tại sao anh nói vậy? Nói, anh Phúc, sao mà anh bỗng quên quá vậy? Mấy anh em mình đã nói biết bao nhiêu năm tháng anh thấy cái chức vụ của ba mẹ bao nhiêu khó khăn, cái chức vụ đó mà tụi mình nói là không thể nào tụi mình đi vô con đường đó mà. Mà tại sao cái nông nổi nào, cái cảm xúc nào, ai nói anh chẳng nghe theo cái tiếng nghiệp anh. Tôi nói là, Phúc ơi, cảm ơn nghe về tình yêu. Cảm ơn nghe về tất cả sự chăm sóc lo cho anh chị, nghe anh chị ở trại tị nạn cho tới đêm giờ này. Nhưng mà Chúa của mày, và anh chưa Chúa là Chúa có con này, xin hãy sai. Cho nên em cùng mình, em cùng mình đi. Nếu anh thấy có thể đứng chung hỗ trợ với anh chị đi đi người nào, quyết định gì xảy ra 4 năm sau, sau cái dự lễ phong chức của tôi, 4 năm sau Phước gọi cho tôi nói một anh Phước, em quyết định đi học chuẩn viện, đại chuẩn viện trong thời gian. Thưa anh Phước, tại sao em quyết định? Em sống với cảm xúc, em bị ai chụp quay đây? Nếu anh nói giống như gì anh nói, em nói với anh 4 năm trước, nói thì anh em mới nói với nhau mà. Và thưa quý vị, khi nghe tiếng gọi của Chúa đó, cô đơn lắm. Mà tại đó, chính mỗi chúng ta phải trả lời với Chúa, đang cầm quyền đến cả mọi người này, và trên chính cuộc đời quý vị cầm mà thôi. Nhưng quý vị hỏi một sư dương, một sư huệ, tất cả đệ tử của Chúa tại đây, khi họ trả lời tiếng gọi đó, cho tới bây giờ có người nào muốn thối lui không? Có không? Không. Bởi vì biết rõ Chúa gọi con đường ra đi bắt đầu của đời đó, như ngày nay phước hạnh và ân sủng Chúa kỳ diệu đó. Và tôi mời quý vị đi vào nó, chứ hẳn không hẳn là Chúa sẽ kêu gọi quý vị đi vào nó, vì nó là ai cũng vậy, một số phố nó ai cũng sẽ đi vô con đường lòng sư không. Trưa nay tôi nhìn hai đứa cháu của tôi với tất cả chúng em, quý trưởng nghe Bích Vân, nghe Quỳnh Nga lên hát đó, nó đơn giản dễ dàng nè. Cả một cái kỷ luật, cả một quyết định, cả một cam kết mà hai người bạn trẻ của chúng ta nói với Chúa, trả lời với Chúa cô đơn và khóc. Vì có những lúc người ta nói không tiếc, người ta mắng nhất không tiếc lời, nhưng hai cô bé này, xin lỗi, hai người bạn trẻ của chúng ta
biết rằng Chúa gọi con cho công việc này. Chúa có một sứ mạng đến cho con, xin cho con đi theo tiếng gọi của Chúa, con đi con đường Chúa đã đi qua. Cho nên tôi mời hỏi quý vị, Chúa gọi quý vị làm người cha, làm mẹ, làm anh, làm chị, người đỡ đầu, người chăm sóc, từng vai trò khác nhau, Chúa có tiếng gọi cho mỗi một người chúng ta. Và khi đó là tiếng gọi đó, quý vị và bạn và tôi đối diện với chỉ một mình Chúa thôi và trả lời với một mình Chúa mà. Và đây là chỗ Chúa Giêsu được đẩy. Bây giờ con đường thế này, con đường Can Đảm. Dạm đi tiếp theo, con đường Can Đảm chúng ta xem ở đây này. Bây giờ tôi đọc ở trong trở lại trong câu 32 phần B. Ngày đêm nhóm 12 riêng ra lần nữa và nói cho họ biết những việc sắp xảy ra trong ngày. Ngày phán: chúng ta đến thành Jerusalem, con người sẽ bị phản ngọt cho các thầy trưởng tế và thầy giả luật. Họ sẽ lên án xử tử người và giao nộp người cho dân mọi. Quý vị, hồi nãy tôi vừa chú ý con đường gì? Con đường. Bây giờ thứ hai là gì? Can Đảm. Can Đảm của Chúa dễ sợ. Đi đó là gì? Chúa chết. Và người môn đệ thông tin của Chúa là tôi nói với quý vị nói gì? Đức Chúa sẽ đang nở phải. Nhưng gì? Mạnh dạng Chúa Can Đảm. Và tại đây, tới thời điểm này, ở trong thánh nói gì? Chúa gọi ở trong bản tiếng Việt của chúng ta, chúng ta không có ghi rõ ở trong phần này, phải không? Nhưng mà ở trong bản tiếng Anh đó, như rõ là cái nhóm 12. Chúa đem 12 sứ đồ riêng ra và gì? Đây là thời điểm mà Chúa phải đối diện với họ và cho họ thấy gì? Đây là con đường chắc chắn chúng phải đi qua, chứ không phải họ ngăn cản. Và đây là sự can đảm đối diện với những học trò người thân yêu 3 năm rưỡi Chúa sống đó, Chúa đối diện đó. Và quý vị các bạn, khi thái độ của người gì? Môn đệ gì? Ngạc nhiên, tại sao đi vào chỗ chết mà Chúa đi mạnh dạn như vậy? Và ở đây nói gì? Mọi người đi theo gì? Sợ hãi đấy, chứ không ai hết. Nhưng mà Chúa chúng ta nói gì? Đây là sứ mạng của Chúa, đây là con đường, đây là thời điểm mà chương trình của chủ Chúa cho toàn nhân loại phải thực thi. Quý vị các bạn, quý vị các bạn và tôi sẽ làm trả giá. Quý vị các bạn và tôi trong 3 tuần 2 tuần lễ nữa chúng ta sẽ đối diện với cuộc bầu cử. Quý vị và tôi đã nghe bàn thảo luận rất là nhiều, chúng ta theo dõi những trận luận đó. Cũng có thể đất nước của chúng ta đang đi vô con đường khủng khiếp không? Tại đây quý vị các bạn và tôi có chăng đã nói lên niềm tin của chúng ta qua chúng ta có cuộc bầu cử. Và tại đây tí nữa tôi sẽ nói thêm trong phần cuối cùng. Quý vị các bạn và tôi có dành cái chỗ này, Chúa cho con ở đất nước này, Chúa đưa con đến nước này cho một sứ mạng. Và Chúa muốn sử dụng con tại đất nước cho ông sẽ là xin cho con can đảm nhận được sứ mạng mà Chúa ban cho con. Amen. Tôi xin Chúa làm việc trong từng quý vị các bạn và tôi. Để quý vị thấy rằng tại đất nước này, trong hoàn cảnh này, trong thời điểm nào, bao nhiêu bạn trẻ, bao nhiêu gia đình khủng hoảng, bao nhiêu tai ương xảy ra đó, xin Chúa cho chúng ta thấy chỗ đứng của chúng ta trong nhà của Chúa. Để chúng ta can đảm biết rằng Chúa đưa chúng ta đến nước này cho vùng đất tự do đầy đủ tất cả sứ điệp sữa và mặt quay và mảnh đất cơ hội này cho một sứ mạng. Và tại đó cô đơn nhưng mà càng chưa đủ. Thứ ba là gì? Nhưng mà quý vị xem, thứ nhất là cô đơn, cô đường cô đơn. Thứ hai là can đảm. Thứ ba là gì? Con đường chết. Một sự phúc điên. Chúng tôi đang vui mà, truyền giảng nhà máy mà tại sao nói? Và thưa quý vị, phần kinh thánh này cả hội thánh Chúa chung cùng học ở đây đó, để chuẩn bị quý vị các bạn và tôi cho mùa vọng và mùa Giáng sinh. Cho nên ở trong thời gian ngay là thời gian mà chúng ta chuẩn bị tâm lòng chúng ta tại đây. Để tại đó gì? Quý vị nghe ở đây là gì? Chúa nói gì? Họ sẽ lên án xử tử người. Quý vị, Chúa Giêsu đến để gì? Bị xử tử. Quý vị có chứng ở tại Texas, quý vị chứng kiến nhiều cái vụ xử tử phải những người phạm án tử hình phải. Nhưng mà Chúa Giêsu chúng ta có tội tình gì mà ngài phải bị xử tử? Nhưng mà cái gì đó ở trong kinh thánh nói gì nữa quý vị? Họ gì nữa? Họ chế giễu người, họ phỉ dỗ người, họ đánh đập người, rồi họ mới giết người.
Thứ nhất là đầy ăn sự tử, và thứ hai gì? Họ sỉ nhục Chúa. Họ sỉ nhục Chúa. Tôi thưa quý vị, những người này họ không biết họ sỉ nhục Chúa, nhưng mà cái đau là tôi sỉ nhục Chúa. Tôi đóng đinh Chúa Giêsu trên thập tự giá một lần thứ hai. Có cái niềm ham muốn muối nó phải của tôi làm vấp phạm người khác, làm đau lòng người. Tôi hay nói đùa, tôi hay chọc phá quý vị. Và tôi qua trong cái đạo Baptist ở trong tháng bảy rồi tại Washington DC, thì tôi gặp một sư, ông trẻ ơi là trẻ, mà ông nói tôi không có cho đổi cho ngoài. Tôi nói đoạn tôi ra một sư đi bắt yêu hơn 10 tuổi một sư. Bởi vì điều gì xảy ra? Ông giận. Đó mà. Tôi xin lỗi 3 lần, 4 lần. Mấy người khác xin lỗi nhưng mà không được. Quý vị các bạn, cái miệng nó mắm, muối nó bạc. Lắm cầm. Và làm cho anh em tôi vất vả. Tôi xin nghĩ cầu nguyện cho tôi. Cầu nguyện cho đầy tớ của Chúa, cầu nguyện cho mỗi quý vị các bạn và tôi, để được một lời nói nào trong chúng ta làm vấp phạm của chúng ta, để được một lời nói nào chúng ta đẩy con cháu chúng ta vào biển, đừng có một chỗ dòng cá chết thức mà nói chúng ta đuổi con cháu chúng ta đi ra và nó buồn và nó bỏ nhà ra đi và chúng ta hút lại không được. Và tại đó tôi xin nếu tôi nói là gì, Chúa là đấng yêu thương Chúa cho, mà rồi ở trong đời sống của tôi, tiền bạc tôi lên nhé, tình cảm tôi bạc, tôi không tin rằng Chúa có thể chu cấp cho tôi tiền bạc trong đời sống để đó tôi lên nhiên trong tiền bạc của tôi, tại đó tôi sử dụng Chúa của tôi. Phải quý vị, và không các bạn, tình yêu của tôi với vợ của tôi, tình yêu của tôi đối với chồng của tôi, tôi nói với người đã là gì, mình làm hết sức để gì, vậy để chinh phục, để cứu nhau, cứu nhau được về. Rồi sao ông ăn chả, bà ăn đen, bao nhiêu điều trong đời sống của chúng ta, tại đó tôi sử dụng Chúa của tôi đóng đinh Chúa một lần thứ hai. Trong làm việc của tôi, người ta biết tôi là con cái Chúa, mà tôi đi sớm, tôi về trễ. Trong cái làm việc của tôi, cái mất mặt của tôi, những cái lường, cái nào đó, những cái mà chưa phải có sự trưởng thành trong đời Chúa của tôi, tôi sử dụng Chúa của tôi. Quý vị cầu nguyện cho tôi, chúng ta cầu nguyện cho nhau, chúng ta khích lệ nhau, chúng ta nâng đỡ nhau, để tại đây Chúa bị xử tử, Chúa bị sử dụng đó, Chúa muốn trả giá cho chúng ta, Chúa nhắc nhở mình bằng tôi đây. Con ơi, ta đã phó hết việc con kia rồi. Ta đã đổ hết vì con kia rồi. Phó chi cho ta con. Và chúng nhắc quý vị các bạn một tội gì? Ta chết cho con. Ta hy sinh cho con. Ta từ bỏ tất cả cho con. Con ơi, đừng thắng đứng ta trong trọng thời gian một lần thứ hai. Tôi mong mỗi quý vị các bạn và tôi nghe tiếng Chúa nói đêm nay. Và theo Chúa, Chúa cho con. Để con biết rằng con đi theo Chúa đó là con đường. Con đi theo Chúa là đó là sự cải tạo. Và con đi theo Chúa đó là con đường mà con phải chết. Cái thân xác này, con người này, Chúa gì? Nếu hạt giống lúa mì kia không chết, thì cha Chúa không. Cuối cùng, đây quý vị, bây giờ tôi đọc tiếp. 3 ngày sau, người sẽ sống lại. Con đường gì? Con đường chiến thắng, con đường can đảm chết để đến ngày chiến thắng khải hoàn. 3 ngày sau người sống lại, chiến thắng khải hoàn đó đúng tới từng tấm lòng quý vị các bạn của tôi. Tất cả quý vị các bạn tôi có mặt nay vì chiến thắng vinh quang đó, Chúa chúng ta đã sống lại khải hoàn và đã thay đổi hoàn vũ và bằng cớ ngày thay đổi từng cuộc đời quý vị các bạn. Tôi mời quý vị đi ra hỏi với chúng ta.
hỏi quý vị nha. Và tôi tin là chúng ta hỏi nhau, quý vị có cả ngàn lời chứng về những kinh nghiệm gặp Chúa và Chúa thay đổi, Chúa chẳng thắng vinh quang, Chúa chẳng thắng bình tật, Chúa thắng những xấu xa ô uế cuộc đời đó, Chúa biến cải chúng ta. Và tôi tin rằng mỗi quý vị các bạn mà con phải chứng đạo thì Chúa đã chiến thắng vinh quang của cuộc đời. Chúa sống lại chưa? Chúa sống lại chưa? Chắc chắn Chúa lại sống lại. Chúa sống trong tôi không? Chúa sống trong quý vị không? Chúa sống nó nhẹ quá vậy. Chúa sống trong quý vị không? Có, cảm ơn Chúa. Alleluia, Chúa đang sống trong tôi. Hồi nãy chúng ta cùng hát với nhau là gì? Vì Giê-xu sống, tôi bước đi với hy vọng. Và tại đây tôi mới nói với Chúa một điều này. Dạ, tiếp theo là gì? Là gì quý vị? Cam kết của tôi. Cam kết của tôi. Chúa sống lại rồi. Đây là lúc mà tôi nói cho gì? Tôi cam kết đi với Chúa. Chúa, cảm ơn Chúa vì Chúa thương con, Chúa cứu con. Đây là chỗ mà những lúc con phải có thời gian riêng ra giữa con với Chúa, học lời Chúa cho riêng tư, cô đơn của mẹ với Chúa. Nhưng mà đó là giây phút riêng tư con đối diện với Ngài, để con được học, được kinh nghiệm, được lớn lên và được trưởng thành trong Ngài. Xin Chúa cho con có điều đó. Chúa ha, tôi mời quý vị tối nay cùng suy nghĩ, ở đây là chỗ mà làm thế nào chúng ta cùng đứng chung với nhau. À, xin lỗi là đi tiếp nhanh nhưng mà ở trong đó không? Dạ, cam kết của tôi vâng, bây giờ dạ đi theo. Bây giờ quý vị nói là bây giờ như vậy làm sao chúng ta có thể làm được điều này? Thưa quý vị, khó. Theo Chúa, cái bước đầu dễ vâng. Nhưng mà sống đạo nó khó dễ sợ. Sống đạo nó khó dễ sợ. Tôi có mấy người bạn cứ nhắc nhở tôi là hạnh phúc. Bây giờ tôi mừng là bây giờ anh Ngài bây giờ có cháu nhiều quá đi. Mà rồi anh có sống làm gương cho con cho cháu đó. Và tôi sợ cái mẹ nó nói muối này nó bài cái là ảnh hưởng mấy đứa con với cháu. Cho nên vì thế mà chúng ta cần cái giờ riêng tư mỗi ngày để gặp gỡ Chúa riêng tư. Hồi nãy bài hát là gì? Gặp gỡ Chúa Giêsu biến cải cuộc đời mình, gặp gỡ Chúa Giêsu đón nhận ơn tái sinh. Và từ đó tôi mời quý vị mỗi ngày, đây là một kỷ lục tâm linh quý vị, đây là một chuyến tâm linh mà ma quỷ nó sẽ tìm mọi cách cho quý vị mong tôi bỏ ra cái thời giờ này, chống lại cái thời giờ quý vị gặp ở Chúa Giêsu. Cho nên tôi van nài quý vị tối nay chúng ta học từ đây biết rằng Chúa đã thắng vinh quang, Chúa sống lại rồi, xin Chúa sống lại trong con. Cho con có một cam kết với Chúa là gì? Cho con sẽ trung tín dành thời giờ mỗi ngày với Chúa. Và đây là cuộc chiến tâm linh đầu tiên của quý vị và tôi đối với Chúa. Nếu quý vị các bạn tôi sẽ không bằng lòng dành cho Chúa 15 phút để gặp gỡ Chúa Giêsu mỗi ngày đó, ma quỷ sẽ xen vào trong chúng ta và làm cho chúng ta thất bại và làm cho hội thánh Chúa thất bại. Tại sao đất nước Mỹ này đang sa đọa này? Tại sao trong hoàn cảnh đó? Tôi nói điều này tôi mong quý vị tha thứ cho tôi. Tôi nghĩ rằng vì tôi chưa trung tín cầu nguyện cho đất nước. Tôi hồi trước tôi cầu nguyện cho ông tổng thống Bush, George Bush về, mà khi ông tổng thống Obama bây giờ, tôi hứa là tôi cầu nguyện mỗi ngày cho lãnh đạo đất nước Việt Nam và Hoa Kỳ, mà tôi chán quá quý vị, tôi không cầu nguyện. Và thưa quý vị, lòng tại tôi, ông Obama và những nhân vật ông tất cả đưa vào những con đường quyết định chính sách sai trái đó vì tôi không cầu nguyện. Tôi không nhận được trách nhiệm tôi là công dân được. Tôi không biết quý vị nghĩ thế nào. Cho nên đây chỗ cái cuộc bầu cử này, tất cả đó xin Chúa giúp tôi. Bởi vì thế tôi bảo vệ. Để đi vô đó tôi bảo vệ dành 5 bước thì là tính nguyện. Thứ nhất gì? Chúng ta cầu xin Chúa 2 điều. Thứ nhất gì? Xin Chúa mở lòng con ra. Thứ hai gì? Giúp con hiểu điều Chúa dạy hả? Cầu nguyện như vậy, có nhau bao lâu quý vị? Bao lâu? Bao lâu? Bao lâu? Hả? Bao lâu? Thì một phút như vậy 10 giây. Xin Chúa mở lòng con ra đón nhận và giúp con hiểu Chúa dạy hôm nay. 10 giây thôi phải quý vị. Bước thứ hai. Bây giờ là chỗ tôi mời quý vị đọc kinh thánh. Bây giờ con đặt cái trò. Mời đọc 3 lần.
Tại sao? Lần thứ nhất quý vị và tôi đọc chậm để tâm quan. Lần thứ hai đọc từ từ, thứ tư chữ ý câu đập vào mắt, vào lòng và vào trí của tôi. Xong rồi đọc lần thứ ba, xem thì chữ nào khó hiểu ghi lại hỏi sao, hỏi để tới của Chúa, hỏi những người hướng dẫn của chúng ta. Bước thứ tư là bước thứ ba là suy niệm lời của Chúa. Đây là quan trọng nhất, đây là chỗ mà quý vị đối diện với lời của Chúa. Ở tại đây đầu tiên là gì? Phân đoạn nói gì? Bản chất của Chúa, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Thứ hai là có gương sáng nào nên theo, có điều xấu nào cần tránh. Và thứ ba, mạng định, lời hứa, lời cảnh cáo, lời nhắc nhở nào mà Chúa muốn loan tôi làm. Thưa quý vị, mạng định bắt đầu chữ gì? Chữ gì? Hãy, nên, chớ, đừng, không, không, không. Đó là mạng định mà Chúa nhắc chúng ta. Tích cực là gì? Hãy làm. Và tiêu cực là gì? Đừng làm, không nên làm, khác tránh. Và quý vị, đây là chỗ xin Chúa làm việc trong quý vị các bạn tôi. Đây là chỗ quý báu nhất quý vị, bất cứ phong đoạn thánh nào. Đây là ba quả căn bản. Thứ nhất là gì? Nói gì về bản chất của Chúa, Chúa Cha, Chúa Con, Chúa Thánh Linh. Thứ hai, gương sáng nên theo, điều xấu cần tránh. Thứ ba, mạng định, lời hứa, lời cảnh cáo, lời nhắc nhở là chúng ta đây. Tới bước thứ tư này đó, chúng ta mới lấy ra cái tập sống kinh hay bất cứ tài liệu nào khác để chúng ta học. Đem lại xem cái bài hôm nay. Bài hôm nay rất là hay quý vị. Bài hôm nay đó nói về tội ác chồng chất. Và cái phần này tôi đọc phần dưới này: sự án phạt của Chúa Trời giáng trên những dân tộc trong cựu ước có liên quan gì đến chúng ta ngày nay? Bản chất có hữu con người không hề thay đổi. Nhiều dân tộc ngày nay cũng phạm những tội tương tự mà Giu-đa và Sơn đã phạm ngày xưa. Sự đoán phạt này nhắc bạn đi vào lòng dân tộc và cộng đồng của bạn với tinh thần khách quan để tìm xem những điều nào khiến Đức Chúa Trời không đẹp lòng, những việc làm nào vi phạm đến luật yêu thương và những điều răn dạy của Ngài để cầu thay dân tộc và cộng đồng của bạn. Dĩ nhiên, bạn cũng phải nhìn vào chính mình để xem có việc làm, thói quen nào Đức Chúa Trời muốn bạn từ bỏ. Bạn sẵn sàng làm điều này ngay bây giờ chứ? Đạo của Ngài. Và đây là chỗ thưa quý vị, đây là chỗ tôi mời quý vị đọc đó, xem ý nhận mới đó. Mỗi ngày Chúa tôi bồi một hai điểm thôi, và mỗi ngày giúp quý vị quan tôi gì? Lớn lên trong Chúa, trưởng thành trong Chúa. Để rồi đi tới bước thứ năm, đây là thời giờ ngọt ngào quý báu nhất là gì? Khẩn nguyện tâm tình thưa chuyện với Chúa. Quý vị khi ông mục sư cho đến cái vùng ở tại tỉnh Saskatchewan ở tại Canada, thì ông tới ông vô người dạng ông vô đó sống giữa những người da đỏ đó, và ông tới thì ông người cái ông tự trưởng gì đó nói là tại sao mà tôi nghe ông nói gì, ông nói là cha cha qua đây, ông gọi ai vậy? Nói tôi cầu nguyện cho cha của tôi ở trên trời. Họ là cha của ông trên trời có liên hệ thôi, nó cũng là cha của tất cả quý vị. Người nói vậy á, là Chúa đó, trời trên cao đó, đấng tạo dựng hóa vũ này cũng là cha của tôi nữa. Nó phải, và nó tôi có thể cầu nguyện được không? Và rồi ông đến cùng rồi cả tất cả những người già đó ở trong quê cái vùng đó đến với Chúa. Quý vị các bạn, nói với Chúa, thưa với Ngài là cha, đêm với người khác và sự nghiệp của Chúa đó, chúng ta thưa với Chúa đầu tiên cầu nguyện nói với Chúa, đổ tâm lòng rồi thưa với Chúa đó. Khát khao Chúa, và tại đây con muốn đối diện gặp Chúa, và Chúa giúp con thất bại được quá khứ, con sai lầm quá khứ, nhưng mà hôm nay con hẳn con biết rằng cái con đường Chúa đi đó là con đường Chúa muốn con đi để gì? Để con lớn lên, để con đi vô trong cô đơn, tại đó con phải can đảm, cái này chúng con phải chết, con phải trả giá đó, nhưng mà là gì? Chiến thắng vinh quang. Chúa muốn biến con trở thành một phương Chúa yên hồi thánh Chúa. Tại đây là nguồn phước, Chúa muốn đất nước Mỹ là nguồn phước, như những điều đã xảy ra trong mấy thế kỷ qua. Chúa muốn dùng quý vị các bạn đây để sự tươi mới về đất nước này, để đến vùng đất này. Cảm ơn Chúa, cái xác này vẫn còn ở của đức tin cô đủ rất là tốt, vẫn là bài bột đèo lắm. Và tôi mời quý vị, Chúa muốn giao cho quý vị các bạn tổng sứ mạng cầu nguyện cho những tiểu bang khác, cầu nguyện đất nước Hoa Kỳ tại đây, để chúng ta thấy đất ông Chúa bằng trò đó chúng ta cầu. Cho nên thứ nhất chúng ta cầu nguyện cho cá nhân của chúng ta, thứ hai chúng ta cầu nguyện cho gia đình của chúng ta, cho từng người gia đình. Làm gì? Tôi hỏi thiệt quý vị.